trân trọng kính mời chị Bông Sen và chị Hoàng Hôn Tím với ca khúc Người Đi Ngoài Phố. Xin trân trọng kính mời hai chị. Xin kính chào các anh chị ạ. Đã lâu quá rồi mới được quay trở lại sân khấu của Trung tâm Nhạc Vàng chúng ta. Có một cái tình cảm rất là nồng ấm, cũng vẫn là như xưa. Xin được gửi tới các anh chị ca khúc Người Đi Ngoài Phố cùng với chị Hoàng Hôn Tím để... Và em cũng rất là may mắn được em mời. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ ạ. Anh chị ạ. Yêu đương sẽ đau thương suốt cả một